Hello các bạn, lại là Phúc đây. Hôm nay Phúc sẽ review khách sạn Grand Gosia 4 sao nằm ngay sát bờ biển Nha Trang luôn. Tại số 12 đường Trần Phú, thành phố Nha Trang, có hồ bơi, phòng sông hơi ướt khô, phòng gym, ăn sáng miễn phí, phòng họp, nhà hàng. Phòng ở đây thì có nội thất khá là đẹp, được bày trí khá tinh tế và có ban công view biển đẹp nè. Chiều nay vừa đến thì Phúc được phục vụ ly nước welcome drink. Sau khi hoàn tất thủ tục check-in thì mình được nhân viên hướng dẫn lên tận phòng luôn. Hôm nay thì Phúc chọn một phòng superior view phố là 700.000, rồi các bạn nhân viên thấy mình dễ thương cho nên upgrade miễn phí đặc biệt lên cho phòng deluxe view biển luôn. Phòng deluxe hiện tại có giá khoảng 800.000 và có bồn tắm view biển là khoảng 1.1 triệu nha. Ngoài ra còn có một số phòng cao cấp hơn nữa như là Premier Deluxe Suite. Căn phòng Phúc ở hôm nay thì khá là đẹp, có tủ treo quần áo, khu mini bar với lại trà nước cà phê miễn phí, một chiếc TV đối diện với lại giường ngủ to, có sofa nhỏ và một chiếc bàn làm việc với tấm gương thiệt là to bên cạnh giường ngủ. Bây giờ thì Phúc tiếp tục khám phá phòng vệ sinh nha. Phúc vẫn thích cái phòng vệ sinh có kính thông ra bên ngoài như phòng này nè. Tất cả thiết bị bằng sứ, kính gạch màu kem làm cho phòng tắm sang lên trông thấy luôn. Bồn tắm thì có vòi sen inox còn khá là mới, xà bông thì để trên khay nhưng mà chất lượng thì trung bình thôi. Cái khu bồn cầu thì phải nói là sạch sẽ, phía trên được tận dụng để khăn tắm và thêm cái điểm là Phúc thích phòng vệ sinh không có mùi hôi. Ngay cái khu rửa mặt vệ sinh cá nhân có một cái chiếc bồn rửa mặt và chiếc kính khá là to, có máy sấy tóc, khăn lau tay và các vật dụng chăm sóc cá nhân của một khách sạn 4 sao. Chiều nay thì view bờ biển khá là đẹp, bên kia là đảo khu Vinpearl, ban công thì khá rộng, có bàn ghế ngồi chơi ngắm cảnh. Cái căn phòng mà Phúc chọn ở trên cao cho nên mở cửa ra thì cũng yên tĩnh lắm. Phúc đến đây gần chiều nhưng mà chưa tối lắm cho nên ngồi đây hóng gió một buổi rồi mới vô. Trước khi mà trời chập choạng tối thì Phúc đi check-in hồ bơi ở tầng 21 với view vô cực. Khi mà đang bơi, không gian thì yên tĩnh với hai phòng sông hơi ướt và khô được bật sẵn luôn nha, cho nên Phúc khá là thích, tất cả đều miễn phí luôn. Tuy nhiên thì ghế ngồi nghỉ sau khi bơi rất là nhiều cho nên tương đối là chật. Rồi Phúc mới tiếp tục check in phòng gym nè. Phòng gym thì khá là bé, nhiều dụng cụ tập cơ bản thôi, có nhiều tạ đơn, máy chạy bộ để khách hàng có thể tăng cường thể thao. Sáng sau thức dậy xuống tầng 1 ăn sáng buffet miễn phí với rất là nhiều món bánh trái luôn, cho nên Phúc cảm thấy khách sạn này rất là đáng để ở và trải nghiệm nha. Đừng quên ủng hộ Phúc để có thể khám phá thêm nhiều video review ẩm thực du lịch khách sạn ở khắp mọi nơi ở Việt Nam nha.